Còn bánh nữa hả? Cô Bi muốn ăn bánh này hay là sao? Nãy chị em mới mua á. Em tính mua về để làm bánh cho cô Bi với Mon ăn. Nhưng mà chị em này thấy cô Bi đang chơi vui quá, thế là chị em cũng chưa mang bánh vô. Bây giờ chị em đi làm bánh cho cô Bi ăn nhé. Bây giờ cô Bi đi vô trong kia, cô em Mon ra để cho em Mon với mình cùng ăn bánh với nhau nhé. Ok không? Nha, đi cô Bi đi. Em bế nhá. Đấy, bây giờ chị Trang làm bánh hai đứa ăn nhá. Ngồi đây xem chị Trang làm bánh. Em Mon ngủ có ngon không? Ngủ một giấc chứ là nó say rồi chứ gì. Ngồi đây nhá. Nè. Cái bánh dễ thương không? Biết đây là hình con gì không? Hình con ong á. Bánh này là bánh bao tạo hình. Em cắt ra nhá. Nào, ngồi yên nào. Từ từ, sắp có ăn rồi. Bốn cái nhá, chị ăn đặt vào đây, bây giờ mình phải hấp chín lên mới ăn được này. Nè, chị ăn để lên đây nè. Đợi một xíu nha. Cô Bi thấy người ta ăn ngon quá hả? Thế em hả? Chờ chị An đi lấy nhé. Chị An cho ngồi đây coi điện thoại này. Ngồi đây coi điện thoại chờ chị An đi lấy bánh bao nhá. Em Mon ngồi đây coi với chị Kobe nhá. Hai chị em ngồi đây. Chị An đi lấy bánh cho mà ăn.
bánh xong rồi đây. Thích chưa? Rồi bây giờ chúng mình cùng ăn bánh nhá. Em mong ngồi đây chị ăn nào. À thôi em mong thích ngồi trong lòng chị ăn hả? Đây là hình con gì đây cô Bi? Cô Bi biết không? Đây là hình con ong đấy. Chị ăn xé cho cô Bi ăn nhá. Hơi nóng quá nên để chị ăn thổi nhá. Phải lột cái vỏ này ra đã nè. Để chị ăn thổi được ngon à. Nóng lắm, nóng lắm. Cái này cho Mon này. Cái này cho cô Bi này. Ngon không? Ngon không cô Bi? Trời ơi nhìn cô Bi ăn kìa. Ngon lắm đúng không? Ăn từ từ thôi không nóng á nhá. Để chị ăn thổi cho hai đứa ăn. Ngon không ngon? Chị cô Bi ăn hết rồi kìa. Chị cô Bi ăn chắc ngon quá nên chị cô Bi ăn nhanh á. Cẩn thận nóng nhá. Nóng gì thì nói chị ăn để chị ăn thổi cho nguội không? Ăn thử cho cô Bi nhé. Đây. Cô Bi ăn xong này là no là khỏi ăn cơm trưa luôn. Ôi trời ơi ăn nhanh đấy. Ăn từ từ thôi chứ. Hai miếng rồi á. Em món chưa hết một miếng mà cô Bi hết hai miếng rồi á. Ăn từ từ thôi không nóng nha. Ngon không? Ăn này là xíu nữa khỏi ăn cơm trưa luôn nha. Chắc bốn cái này một mình cô Bi ăn cũng hết được luôn quá. Nhưng mà cô Bi ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây ăn chứ mình ngồi trên bàn như thế là không được rồi. Đi ngồi xuống đây cô Bi. Đây. Đấy, ngồi xuống đây ăn nhìn cho Thùy Mỹ nét na chứ. Ăn từ từ thôi để chị ăn lấy cái khác cho. Em Mon ăn cũng gần hết rồi nè. Mon ăn đi Mon. Chị ăn đút cho Mon này. Con gái mình phải ăn từ từ thôi chứ. Nhờ, chắc là ngon quá nên là không cưỡng lại được á. Em Mon nhỉ? Chị cô Bi ăn xấu quá. Hai đứa ăn hết rồi hả? Trời ơi, nhìn chị cô Bi này. Ăn một mồm đầy luôn. Thế là no chưa? Hả? Em Mon no chưa em Mon? Thế là no rồi gì? Thế bây giờ mình xem tivi nhá. Chị em bật tivi cho xem này. Chị đang mở con capybara cho hai đứa coi nha. Có biết con capybara không? Gây sốt mạng xã hội qua hàng loạt những video giao lưu với bạn bè. Đấy, đáng yêu không? Xin ngồi trên lưng bạn đi ké, tắm xuống nước nóng hay ngồi vô chi mặc dòng đời. Tại vì tại gần đây, hình ảnh của capybara xuất hiện ở khắp nơi. Từ gấu bông, đồ chơi cho đến những món đồ dùng học tập. Thậm chí, con la nước không chỉ có tập tính sống bầy đàn, cùng nhau nuôi dưỡng con non, mà chúng còn vô cùng gần gũi với các loài động vật khác. Theo nghiên cứu, loài chuột capybara này sẽ rất vui